ngày 20 tháng 1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Can Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thuyên, sinh năm 2001, trú tại thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, Thuyên dùng số tài khoản thuộc một ngân hàng thương mại cổ phần để gửi tiền cho bạn. Thuyên dùng điện thoại di động vào ứng dụng của ngân hàng rồi chọn phương thức chuyển tiền ngoài hệ thống, nhập cả số tài khoản và tên người nhận tiền. Do nhập thiếu một số trong dãy số tài khoản nên lúc đầu ứng dụng báo giao dịch thành công, nhưng sau đó thì ngân hàng hoàn lại tiền do sai số tài khoản. Thấy vậy, Thuyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hỏi mua hàng hóa là quần áo thời trang của các cửa hàng qua mạng xã hội. Sau khi chốt đơn, Thuyên hỏi số tài khoản để chuyển tiền, nhưng cố tình sử dụng phương thức chuyển thường qua ứng dụng Internet Banking. Thuyên nhập đúng tên chủ tài khoản nhưng với số tài khoản thì nhập thiếu hoặc thừa số. Khi đó, giao dịch vẫn báo thành công nhưng sau khi ngân hàng kiểm tra, tiền sẽ được chuyển hoàn về tài khoản của Thuyên do sai thông tin. Từ đầu năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, Thuyên đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt khoảng trên 820 triệu đồng.